Nam em ghi điểm khi chụp ảnh cùng khán giả khuyết tật, chào hỏi fan đầy gần gũi trước khi ra về. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam em ra về sau đêm nhạc cá nhân hậu Miss World Việt Nam 2022. Có thể thấy, dường như sau chặng đường thi thố nhan sắc, nam em đã định rõ hướng đi cho mình, chính là âm nhạc. Theo đó, sau khi kết thúc buổi diễn, nam em khiến không ít cư dân mạng bất ngờ khi có nhiều khán giả ở lại chờ, trong đó có cả những khán giả lớn tuổi. Theo như đoạn clip được chia sẻ, nam em đã ghi điểm mạnh mẽ khi chụp ảnh lưu niệm cùng những khán giả lớn tuổi. Đáng chú ý nhất là một khán giả bị khuyết tật, nhưng vẫn không ngại chống nạn để lưu giữ lại những kỷ niệm với người đẹp gốc Tiền Giang. Không những thế, trong đoạn clip được chia sẻ cũng có thể thấy, rất nhiều khán giả đã nán lại để chờ đợi, giao lưu cùng nam em. Sau khi cô nàng hát xong, không khiến người hâm mộ thất vọng, nam em không vội về, mà vẫn ở lại bắt tay, chào hỏi từng khán giả. Liên tục có hành động như thay lời cảm ơn của mình đến những khán giả đã không ngại trời tối, vẫn ở lại chờ đón nam em. Sau khi buổi diễn kết thúc, tuy nhỏ nhưng hành động xuất phát từ con người của nam em như thế này đã giúp cô nàng mang về rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng về tính cách thân thiện, gần gũi, không hề có sự khác biệt giữa ca sĩ và khán giả. Mặc dù mang danh người đẹp đi hát, nhưng nam em lại nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả. Ngày càng có những bước tiến vượt bậc trên con đường ca hát, nhờ vào giọng hát tốt, tính cách hài hước, lầy lội trên sân khấu, mà mỗi đêm diễn của nam em đều nhận được rất nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả. Khép lại hành trình thi thố nhan sắc, trong một đêm nhạc trước đó, nam em cũng đã khẳng định với khán giả về việc theo đuổi nghiệp ca hát lâu dài. Thật sự, có thể nhiều người nói đúng, nam em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc, và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn.